Vâng, xin chào các bạn. Như các bạn có thể thấy thì mình đang tràn ngập trong đống laptop sinh viên giá rẻ. Đây đều là những mẫu Dell Inspiron và Dell Virtual đều được ra mắt vào năm 2020, 2021, 2022, 2023, thậm chí là 2024. Đây hoàn toàn là những cái máy đều là máy mới nhé mọi người nhé. Và những cái dòng này thì đang được các bạn học sinh sinh viên săn đón rất là nhiều, kể cả là nhân viên văn phòng nữa. Ok, mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn một vài mẫu để các bạn có thể đưa ra cái lựa chọn với mức ngân sách từ 10 cho tới 15 triệu hoặc là đầu tư cao hơn. Và đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu đó chính là chiếc Dell Inspiron 3520. Một chiếc máy được săn đón rất là nhiều với cái cấu hình của nó tương đối cao và cái giá thành của nó rất là rẻ nha mọi người nhé. Cái chiếc máy này nó đang có mức giá khoảng tầm 12.300.000. Với Dell Inspiron 3520 thì đang có sẵn cấu hình là chip Intel Core i5-1235U, chip thế hệ thứ 12, chip U, chip tiết kiệm điện. RAM thì đang có sẵn là RAM 16GB và ổ cứng là ổ SSD 512GB. Và màn hình của nó là màn hình 15.6 inch Full HD. Như các bạn có thể thấy là màn hình 15.6 inch Full HD nhưng mà cái viền màn hình của nó khá là mỏng nên chúng ta sẽ có một cái không gian sử dụng rất là rộng rãi. Hầu như ở những cái phiên bản Dell Inspiron từ 2022 trở đi, nó đều thiết kế viền màn hình mỏng rồi. Chúng ta sẽ có được những chiếc màn hình chất lượng với màu sắc đẹp, khá là trung thực để chúng ta sử dụng. Còn về cổng kết nối thì Dell Inspiron 3520 nó cũng đầy đủ các cổng kết nối, ví dụ như là cổng HDMI này, cổng USB-A hay là khe cắm thẻ SIM và jack cắm tai nghe. Chúng ta sẽ có một bộ bàn phím chiclet full size với đầy đủ các phím số ở bên cạnh, giúp các bạn dễ dàng nhập liệu những con số và văn bản. Đối với mình thì mình đánh giá cao về cái chất lượng cũng như là cái cấu hình của Dell Inspiron 3520 này. Nếu các bạn mà đang có nhu cầu tham khảo trong tầm giá 12 đến 13 triệu thì chúng ta có thể lấy chiếc Dell Inspiron 3520 này. Còn nếu mà phân khúc thấp hơn khoảng tầm 10 đến 11 triệu thì chúng ta sẽ có 3511. Nếu bạn nào mà thích hiệu năng cao hơn một chút, khỏe hơn một chút thì chúng ta có thể đầu tư sang Dell Inspiron 5630 hoặc là Dell Virtual 5630. Thiết kế của 5630 Virtual này nhìn nó rất là chắc chắn và cái màu sắc của nó các bạn có thể thấy là nó rất là đẹp. Và cái CPU của nó thì rất là khỏe với chip Intel Core i5 thế hệ thứ 13, chip P1340P. Thì các bạn có thể thoải mái làm những cái tác vụ đa nhiệm, ví dụ như là những bạn nào làm thêm về đồ họa này hay là chơi game giải trí thì chúng ta sẽ có một chip hiệu năng rất là khỏe. Máy thì đang có sẵn RAM 8GB hoặc là RAM 16GB, cũng là ổ cứng SSD 512. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là cái màn hình của nó rất là to, rộng và viền màn hình của nó đều là viền màn hình mỏng nhé. Thiết kế của nó rất là mỏng nhưng nó được trang bị rất là đầy đủ các cổng kết nối. Và mình thấy ở đây này, nó có trang bị cổng mạng LAN. Đó, laptop thế hệ thứ 2023 nhưng vẫn được trang bị cổng mạng LAN nha mọi người nhé, để chúng ta có thể cắm mạng dây và sử dụng. Ngoài ra thì vẫn có thêm là cổng HDMI và nó có cả cổng USB-C để hỗ trợ sạc nhanh nhé. Các bạn có thể sạc thêm về điện thoại này, sạc thêm về những cái phụ kiện khác cũng đều thoải mái ở trên cái dòng sản phẩm này. Bàn phím thì nó cũng được trang bị bàn phím 15 chiclet full size. Thiết kế bàn phím của nó thì trông nó đẹp hơn so với Dell Inspiron 5620 một chút. Về thiết kế và độ hoàn thiện thì Dell Virtual được đánh giá cao hơn Dell Inspiron từ trước đến nay rồi, đó là cái phân khúc cao hơn mà. Cái giá thành để đầu tư cho chiếc Dell Virtual 5630 chip thế hệ 13 này thì nó đang là khoảng tầm 14.8 triệu nha mọi người nhé. Đấy, nếu mà ngân sách dưới 15 triệu thì các bạn có thể đầu tư một chiếc máy như thế này. Nói chung là thời gian sử dụng thì cũng rất là lâu dài. Nếu các bạn đang là học sinh sinh viên thì chúng ta có thể hết 5 năm đại học hoặc 6 năm đại học. Đến khi chúng ta đi làm hoặc chúng ta đi thực tập thì những cái dòng máy này sử dụng vẫn là ok nha mọi người nhé. Còn nếu các bạn không thích màn to như thế này mà muốn màn nhỏ hơn một chút, vẫn là chip hiệu năng cao và cái cấu hình thế hệ thứ 13 thì chúng ta có thể đầu tư sang chiếc Dell Inspiron 5430 mình đang có ở đây. Với chiếc Dell Inspiron 5430 này thì mình đang có cấu hình là chip Intel Core i5 cũng là 1340P. RAM thì đang trang bị sẵn là RAM 16GB, ổ cứng là ổ SSD 512GB. Màn hình là màn hình 14 inch Full HD cộng nha mọi người nhé. Màn hình Full HD cộng ở đây thì chúng ta sẽ có một chiếc màn hình với tỷ lệ là 16:10 và cái độ phủ màu của nó cũng tương đối là cao. Với thiết kế của Dell Inspiron 14 thì chúng ta sẽ có một chiếc laptop rất là nhỏ gọn. Tuy là màn hình 14 inch nhưng với việc là trang bị viền màn hình mỏng nên là mình thấy là cái không gian màn hình và cái tỷ lệ 16:10 nữa, cái kiểu màn hình vuông ấy mọi người, là chúng ta sẽ có một chiếc màn hình khá là rộng rãi để sử dụng. Cái mức đầu tư cho chiếc Dell Inspiron 14 này thì chúng ta sẽ bỏ ra là khoảng tầm 15.8 triệu. Nếu mà bạn đầu tư khoảng tầm 5 triệu thì chúng ta chỉ cần cố thêm một chút nữa kèm theo cái deal giảm giá hoặc là chương trình khuyến mãi mà laptop TC đang có nữa thì chắc là chúng ta cũng sẽ đầu tư được chiếc Dell Inspiron 14 5430 này thôi. Còn nếu mức đầu tư của bạn chỉ khoảng tầm dưới 15 triệu, chúng ta muốn dư giả thêm khoảng tầm 1 triệu nữa, gọi là 14 triệu hơn, thì các bạn có thể lựa chọn chiếc Dell Inspiron 5620 mình đang có ở đây. Với Dell Inspiron 5620 thì nó cũng là con chip P thế hệ thứ 12, 1240P, RAM 16GB, ổ SSD 512. Với cái màn hình của 5620 thì nó là màn hình 16 inch nha mọi người nhé. Màn hình 16 với tỷ lệ 16:10. Tức là chúng ta sẽ có một cái màn hình khá là to, nó ở cái mức gọi là trên màn hình 15.6 và dưới màn hình 17.3. Ngoài ra thì ở trên Dell Inspiron 5620 này, nó có một cái thiết kế khá là buồn cười. Nó có cái bộ bàn phím giống hệt bàn phím của 5420.
đó chính là bàn phím mà chúng ta sẽ không có bàn phím phụ. Ở đây chúng ta chỉ có bàn phím chiclet thôi, hai giải loa ở bên cạnh để chúng ta trải nghiệm cái âm thanh vòm khá là ok. Và đặc biệt là cái touchpad của nó thì mình thấy nó khá là to nha mọi người nhé. Cái touchpad này thì các bạn có thể sử dụng thoải mái với các cử chỉ nhiều ngón, ví dụ như là 2 ngón, 3 ngón, 4 ngón, 5 ngón, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cả hai bàn tay đều được. Nếu bạn nào mà cần cái touchpad to để chúng ta làm việc cả hai bàn tay ấy, thì đây là một cái lợi thế cực kỳ lớn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm cái phiên bản cao hơn, đó chính là 5630, thì nó đang sở hữu con chip Intel thế hệ thứ 13, cũng là chip P. Nếu các bạn muốn chip hiệu năng cao hơn một chút so với 5620 thì chúng ta cũng có thể lựa chọn lên 5630. Và đó là những cái mẫu máy mà đang được học sinh, sinh viên cũng như là anh chị nhân viên văn phòng đang săn đón rất là nhiều, nên mình chỉ tư vấn và giới thiệu từng đó ở trong cái video này thôi. Nó còn rất nhiều mẫu mã khác nhau trong cái phân khúc tầm giá từ 10 cho tới 15, thậm chí là 20 triệu. Anh chị có thể đầu tư hoặc là các bạn có thể đầu tư để chúng ta sử dụng học và làm việc. Nếu các bạn mà đang có nhu cầu trong cái phân khúc từ 10 đến 20 triệu thì các bạn có thể liên hệ với Laptop TC để Laptop TC tư vấn cho các bạn những cái mẫu máy mà nó phù hợp với cái công việc của mình nhất và được cái cấu hình cao nhất so với cái mức giá của mình bỏ ra nhá. Ok, hãy liên hệ với Laptop TC để có những chiếc laptop ưng ý nhất.